Hôm nay mình Mỹ Uyên và là Chí Dũng. Hôm nay tổ ba chúng mình sẽ cùng nhau tham quan và khám phá khu di tích lịch sử chiến thắng Trương Thiện nha. Tại di tích có nhà trưng bày cụm tượng đài và khu hiện vật trưng bày ở ngoài trời, và ở đây thì cũng trưng bày cũng theo chủ đề cũng như là các gian trưng bày quan trọng của bản thân và của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng các đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo chế độ Bình Định trên chiến trường năm 1973 trước khi Hiệp định Ba Di được ký kết chính thức. Trương Thiện từng là một tỉnh của chế độ cũ, hay còn gọi là chế độ ngụy quyền Sài Gòn hay Việt Nam Cộng Hòa, thành lập ngày 24 tháng 12 năm 1960. Gồm huyện Long Mỹ, Vĩ Thanh, một phần của huyện Rồng Riềng thuộc tỉnh Kiên Giang, một số xã của huyện Phước Long, Thạnh Trị thuộc tỉnh Sóc Trăng, huyện Ngan Dừa, Hồng Dân thuộc tỉnh Minh Hải. Nơi đây là một đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng để đi các tỉnh như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, U Minh, Rạch Giá. Được coi Trương Thiện là tuyến phòng thủ từ xa để bảo vệ đầu não bốn vùng chiến thuật, đóng tại thành phố Cần Thơ. Đây cũng là lá chắn ngắn chân quân chủ lực của ta tấn công làm bàn đạp để tấn công căn cứ cách mạng U Minh. Nhờ đó Trương Thiện trở thành một địa điểm bàn chiến lược quan trọng đối với cả ta và địch, lấy Trương Thiện là một vành đai vững chắc để bảo vệ căn cứ, làm bàn đạp để tấn công vào Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá. Nơi đây còn gọi là hậu phương lớn giữ chữ người và của phục kháng chiến chống Mỹ. Và ở đây gồm 117 hiện vật, gồm súng và các tư trang được tiếp nhận và lưu trữ tại bảo tàng. Kính thưa thầy cô và các bạn thân mến, Quyên và Dũng và cả đoàn ekip đang có mặt tại khu trưng bày ngoài trời. Đây là nơi lưu trữ các chiến tích lẫy lừng của quân và dân khu chính. Ở đây là xe tăng. Đây là máy bay. Và đó là tàu chiến. Tiêu biểu chính là con tàu BCF. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì có rất nhiều kênh gạch và sông nước. Bởi vậy đây là phương tiện tiêu biểu của địch để mà hành quân vào phía ta. BCF viết tắt là Bastion Craft Fest, có thân hình bằng nhôm. Khi đủ đoàn cần khoảng 6 người gồm sĩ quan, chỉ huy, thủy thủ đoàn trưởng, hai điện đài lái tàu và hai sở thủ. BCF là một loại tàu chiến nhỏ dài khoảng 15m do Hải quân Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Trang bị của nó gồm đại liên, trung liên, súng cối. Tính năng kỹ thuật của nó, tốc độ của nó là khoảng 25 hải lý một giờ, tốc độ xa khoảng 800 km. Nó được chế tạo bởi Hoa Kỳ. Những phương tiện như là tàu thủy, xe tăng, máy bay chiến đấu thì mọi người cũng có thể thấy ở đây là chiếc máy bay vận tải có kích thước lớn nhất, được xem là lớn nhất trong những chiến bay được lưu trữ ở tại đây. Bên cạnh những hiện vật được trưng bày ngoài trời, nơi đây còn là nơi có cụm tượng đài thể hiện ba đội quân, ba bộ giáp công cùng với nhiều sự kiện tiêu biểu khác của chiến tranh nhân dân được khắc họa sau lưng tượng đài là hình ảnh lá dừa tiêu biểu của vùng quê Hậu Giang và các tỉnh lân cận. Ngày nay, di tích chiến thắng Trương Thiện là nơi ghi nhận những bước thăng trầm của lịch sử Hậu Giang trong cuộc chiến tranh với sự mất mát hy sinh vì bình yên, ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Di tích chiến thắng Trương Thiện được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và trở thành điểm đến không thể nào bỏ qua khi đến Hậu Giang.